Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Cạn. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em có một chuyện như này ạ, đó là em làm và sinh sống ở Bắc Cạn. Vâng. Vợ chồng em thì đã ly hôn được chính thức là 3 tháng rồi, ly thân từ lâu rồi ạ. Vâng. Lúc em sinh bé thứ hai ấy, thì là chồng em có đi ra ngoài linh tinh đấy, có người thứ ba đấy. Vâng. Thì là em phát hiện ra, xong rồi là từ đấy về thì tình cảm vợ chồng giãn nứt, chồng em cũng mấy lần muốn kéo lại nhưng mà em thật sự lúc đấy không chấp nhận được ấy. Và cứ thế tình cảm nó nhạt dần. Trước khi mà ly hôn 3 tháng ấy, em có quen một anh qua cái ứng dụng hẹn hò. Anh đấy không phải người ở Bắc Cạn mà anh ấy là người ở xuôi. Anh đấy có lên Bắc Cạn để công tác và làm việc ở trên đấy. Anh cô ấy cũng xa vợ con. Thì bọn em gặp nhau qua Facebook xong cũng có hẹn hò nhau ở ngoài ấy. Vâng. Anh đấy thì chưa bỏ vợ. Bây giờ thật sự là em không muốn tiếp tục ấy. Vâng. Từ lúc yêu chồng em được 1 năm thì em cưới, đến bây giờ là được 12 năm. Vâng. Thì nhưng mà tình cảm lâu dần cũng quên rồi. Bây giờ em yêu anh này thì cảm thấy tình cảm của anh này nó lại như là mình mới yêu chồng mình hồi xưa ấy, có nghĩa là lại cái cảm giác yêu ấy, thật sự là rất là muốn khó quên. Thế nên em nhờ chương trình tư vấn hộ em với anh đấy thì cứ bảo là anh đấy với vợ anh đấy không còn tình cảm. Vâng. Nhưng mà bên anh đấy cũng mới lên đấy công tác. Em thì có 2 con, anh đấy cũng có 2 con. Em có 1 trai 1 gái, còn anh đấy có 2 con gái. Vâng, thì tôi hiểu câu chuyện của bạn rồi ạ. Thực ra bây giờ bạn cũng vẫn đang rất là phân vân đúng không ạ? Và khó xử giữa hai cái mối quan hệ như thế này. Câu chuyện của mình sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tiếp chuyện và chia sẻ với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Mình ly hôn với chồng chính thức rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Xong 2 con thì bây giờ ở với mình ý, theo bố hay đứa theo bố? Thật theo ra mẹ? Thì em ly hôn rồi nhưng mà vẫn ở gần nhà ông bà nội. Và khi mà em con nó cứ chạy qua chạy lại vẫn lấy lại em 2 đứa thì ra tòa thì mỗi người nuôi một con, vợ chồng em bỏ nhau nhưng mà con cái các thứ thì vẫn cho đi lại cả hai bên, không có ngăn cấm như thế nào đấy ấy. Thì 2 đứa vẫn ở với em tốt. Tại chồng em đi thì bỏ nhau thì là chồng em để lại nhà và 2 con, còn ông chồng em lại về ở ông bà nội cách đấy 1 cây thôi ạ. Rồi ngoài cái việc anh ấy có bồ bịch cái dịp mà mình sinh đứa thứ hai ra thì còn lại thì các thứ khác có được không? Thật ra là em thì lại rất ghét là hút thuốc, chồng em thì lại hút thuốc rất là nhiều, với lại nhiều những cái chuyện nhỏ thôi anh ạ, ví dụ như mà anh đấy không quan tâm này. Yêu nhau cưới nhau 10 mấy năm nhưng mà vào ngày lễ hay ngày Tết gì thì thật ra là của em ngoài thành phố đấy, bạn bè đi hẹn hò rồi chúc nhau các kiểu, như chồng em có thể chúc hết tất cả mọi người ngày lễ ngày Tết nhưng mà trừ vợ ra là em chưa bao giờ nhận được một câu chúc nào của anh cả. Hoặc là anh đấy có thể đi cùng bạn bè tổ chức sinh nhật cho bạn nhưng mà với vợ thì anh đấy lại chưa một lần là tổ chức sinh nhật cho vợ đấy. Cái việc quan trọng nhất là anh đấy hút thuốc. Là khi mà gần gũi vợ chồng ấy thì em thấy nó không được thoải mái. Cái mùi thuốc mà mùi không đánh răng nó kinh lắm. Thế nên là lâu dần em cảm thấy nó tình cảm nó nhạt nhòa từ lúc mà em sinh cháu thứ hai ấy. Lại cộng thêm thì cái việc anh có bồ có bịch lăng nhăng ở ngoài nữa thành ra như một giọt nước tràn ly. Trước đấy thật ra tình cảm nó cũng nhạt phai rồi. Cũng không phải do cái gì đấy quá lớn nhưng mà nó cứ cái lặt vặt đúng không? Làm cho mình cứ khó chịu đi. Hiện tại thì cái anh bạn người ở Nam Định mà công tác ở trên đấy, vợ con thì ở dưới Nam Định đúng không? Vâng ạ. Thứ nhất, cái việc anh ấy kể rằng là vợ chồng anh ấy không hạnh phúc và chỉ gặp mình anh mới thấy tìm được tình yêu, những cái bài này nó cũ lắm. Bởi vì muốn cặp bồ thì cũng phải nói là mình bất hạnh, mình khổ sở rồi. Ngày xưa lấy nhau không vì tình yêu rồi, vân vân. Nhưng mà thật ra thì chưa chắc đã thế. Đấy là một. Em cũng nghĩ thế nhưng mà trong lúc gặp anh đấy là cái tình cảm em gặp anh đấy tháng 2 vừa rồi, lúc đấy là em đang nộp đơn và lúc đấy thật sự là tình cảm em đang suy sụp. Anh đấy an ủi rồi các thứ tình ấy, nên là tự dưng em lại dành tình cảm cho anh đấy quá sâu đậm luôn. Thật ra cũng chả phải sâu đậm gì đâu, nó có gì mà sâu đậm, chẳng qua mình đang chết đuối và bỏ đói quá lâu. Nay lại gặp được cái cọc, xong mình tóm lấy, mình nghĩ đây là cứu phiêu, cứu phao. Nhất là ông chồng lại là cái người mà chúc hết mọi người, riêng vợ không bao giờ chúc cái gì, không đó nói một lời tử tế. Chắc gặp anh này thì dẻo mỏ chứ hả? Lịch sự quan tâm chứ đúng không? Dạ vâng. Ừ. Nói chung anh đấy cũng là giám đốc của một cái công ty ạ. Rồi, chắc chắn là anh chả bỏ vợ đâu, anh cũng nghi nhăng nghi ngờ. Em đang rất cũng muốn là dứt bỏ, nhưng mà đấy cứ mỗi lần em cũng bảo là thôi, nhưng mà anh đây cứ bảo là đấy. Anh thế nọ thế kia, bây giờ anh công việc rất áp lực, em lại cứ như thế thì anh thế nọ thế kia ấy.
Việc anh ấy em lại áp không lực, có động thật lực. ra chả có mình thì anh ấy cũng sống được. Anh mới gặp mình có Vâng, mấy tháng nay, chứ trước đây anh công vâng. tác bao nhiêu lâu, anh là sếp, anh cũng đầy cô, người ta cũng đủ khôn ngoan để người ta cân bằng cuộc sống của người ta, chẳng đến nỗi Vâng. mình mới chen vào thôi mà, đúng không? Vâng, vâng, Ừ. vâng ạ, em Mình là hiểu. người phụ nữ đã bỏ Vâng. chồng vì lý do lớn nhất đó là anh ấy lăng nhăng. Bây giờ không có thể mình lại dẫm vào cái vết chân ấy được. Thực ra mình cứ gọi trắng ra là hiện nay mình đang cặp bồ với một người đàn ông có vợ, đúng không? Vâng, đúng ạ. Tuy nhiên thì trong trường hợp của mình nó sẽ dễ hơn vì mình là người phụ nữ đơn thân. Nó sẽ không giống như chồng mình là lúc đang có vợ mới đi cặp bồ ngoài. Có lẽ nó cũng được an ủi một chút, nó cũng vui một chút, nhưng mình luôn luôn áy náy, cái lương tâm nó cắn rứt suốt ngày đêm, đúng không? Vâng ạ, vâng. Chả biết ông này ông lừa, chắc đến với mình cũng chỉ để là gạ gẫm nọ kia, để lấp những cái trống trải khuây khỏa. Chứ còn thì đàn ông nó khôn lắm, nó vun vén tiền bạc, nó giữ cái ghế của nó phải Vâng. giữ trước nọ trước kia. Nó không muốn cặp bồ lăng nhăng, nó không muốn đi gái gú ở ngoài, nó sẽ ảnh hưởng thôi. Mình thì là Vâng. vân vân. Thật ra ông cũng nắm được mình đang có chồng xong, vừa ly hôn xong, phụ nữ dễ trống chênh và tán một cái người đang trống chênh chánh choáng ấy dễ đổ hơn, mà thậm chí chưa huých vào đã đổ, giống như người bị uống rượu say mà vài chén rượu đi đã chân đam đá chân chiêu rồi thì nó hít khẽ là cũng đổ thôi. Cho nên mình đổ là nó có hoàn cảnh khách quan nó đưa đẩy thôi. Những gì đã chót xảy ra rồi thì cũng không sao, mình cũng xác định là mình bây giờ mình không có chồng thôi, cũng vì mình cô đơn, cũng vì mình khó khăn cho nên mình tìm đến một cái chỗ như thế. Nhưng mà về lâu dài không thể thế được. Một người khát Vâng. nước thì phải uống nước sạch chứ không thể uống nước bẩn. Ngay Người bây giờ là em cũng muốn thôi nhưng em không có cách nào để thôi được anh đấy, thật sự luôn ạ. Bởi vì em cũng là người có học, thật sự là xảy ra những cái việc gì các thứ thì em cũng rất là ngại. cái khó nhất là cai nghiện ma túy mà rồi cũng đã có người thành công, nhưng mà nó phải có Vâng. kỹ thuật. Thực ra em bây giờ mà em muốn cai anh ấy thì không nhất thiết là phải cai bụp một cái, đúng không? Một người đang nghiện ma túy mà bảo bây giờ là ngày mai là trói vào cột xong rồi bỏ đói thuốc là có khi lên cơn dẫy dẫy sùi bọt mép lên. Khó lắm. Thế thì chữa theo kiểu cai theo kiểu giãn dần dần mà giãn từ từ, giống như mấy anh cai thuốc lá thôi. Thay vì một ngày hút một bao thì rút xuống là một ngày hút nửa bao, xong rồi tuần sau nữa thì rút xuống là một ngày hút có 3 điếu thôi, xong đến 2 điếu rồi đến 1 điếu. Từ cái việc một ngày hút có 1 điếu thuốc chuyển sang một ngày không hút nữa nó dễ dàng hơn là việc đang một ngày làm cả bao mà bây giờ phải ngừng đó. Hơn nữa là cũng cần để cho thời gian nó nguôi ngoai cái mình vừa mới vồ được này này, còn đang rất là hào hứng vì mình bao nhiêu năm nay mình khổ sở, mình chẳng gặp được một người đàn ông nào quan tâm và nó lại sâu nặng như cái anh này, thành ra mình đánh giá rất là cao. Đấy, thì cũng để cho nó nguôi ngoai rồi dần dần giãn Vâng, từ từ, vâng, mình cũng vâng. đủ trưởng thành và đủ trí tuệ để biết là không làm những điều gì quá đà, tránh trường hợp là để lưu lại những dấu vết, vì mình còn là cán bộ, mình còn đi làm, mình Vâng. đừng đừng để cho lưu lại ảnh nọ ảnh kia để clip lung rồi tung lên rồi lúc ấy thì mất hết tất cả. Có như thế ạ, thế nên là em đã từng ngắt Zalo rồi, em chặn Zalo của anh đấy, Chặn nhưng không chặn thể cả chặn được Facebook, con nhưng mà rồi người. đến lúc có nghĩa anh đấy cũng lại quen biết bạn em ấy. Bạn em thì không biết mối quan hệ của bọn em đâu, chỉ là làm ăn chỗ anh đấy với cơ quan em thôi, thì chỉ bảo là đấy như thế. Nhưng mà khi mà anh đấy lại lấy cái số của bạn em ấy, có nghĩa là không biết làm sao lại gọi, xong rồi bảo là còn nhớ, có nghĩa là tin nhắn thôi, chứ bọn em là đi với nhau là không có chụp ảnh, với cả ảnh chung bọn em cũng không có chụp. Nhưng mà anh đấy bảo là đấy em phải biết là như thế, anh không thấy nọ thế kia, đúng như anh nói đấy ạ. Đấy, Đấy. không phải ảnh người mà ảnh qua những cái tin nhắn đấy. Chụp cái ảnh cái đoạn chat với đoạn nhắn nhau Vâng, đúng không? Nhớ lắm rồi, dạ. công nhận tối nay Vâng, vui nhỉ, rồi em sướng lắm, những cái câu ạ, đó là cũng vâng. qua đấy lại thấy thêm bộ mặt thật rằng là cũng chả tử tế gì đâu, chỉ cần mình không Vâng. cái là nó đã đưa dưa ra cái bài nọ bài kia để nó gài bẫy mình. Hết sức tỉnh táo cẩn trọng. Tất nhiên là rút lui là mình cũng có thể trống chênh, nhưng mà thôi, mình vừa mới phá căn nhà cũ đi, giai đoạn mà đang ở nhà thuê, nhà trọ thì nó cũng vất vả một thời gian. Dần dần mình ổn định, mình sẽ xây được nhà mới thì nó sẽ dễ chịu hơn nhá. Chứ còn thì Vâng. mối quan hệ này là lành ít dữ nhiều, mà càng lún sâu thì càng khó dứt. Vâng. Ừ. Vâng. Vâng, chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống ổn định hơn nhé. Xin được cảm ơn Vâng, bạn đã gọi dạ điện tới chương vâng trình. ạ, em cảm ơn anh, em cảm ơn chị ạ. Vâng, chào bạn. Cảm ơn anh Linh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí.
xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi từ Hà Nội. À, vâng ạ, cháu xin chào bác ạ. Vâng, cháu nghe hỏi về sức khỏe của thằng cu nhà cháu. Vâng, tôi nghe đây, bạn nói đi ạ. Vâng ạ, cháu nó là tinh hoàn lạc chỗ, nhưng mà cháu đi phẫu thuật từ lúc 2 tuổi rồi ấy. Vâng. Thế bây giờ cháu đi kiểm tra lại thì một bên người ta là nó nhỏ, một bên nó phát triển nhỏ hơn một bên bình thường. À, vâng. Vâng, thì bây giờ cháu muốn hỏi là cái bên mổ đấy thì nó không xuống hẳn đều được, mà nó vẫn ở phần phần trên. Thế bây giờ cháu muốn hỏi xem là nó sau này là có ảnh hưởng mà có phải mổ kéo cháu nó xuống nữa không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể nhé. Xin mời bác sĩ. Ơ, chị chào em. Thế từ hồi mổ xong là có đi kiểm tra không? Cháu có ạ, cháu đi kiểm tra liên tục ạ. Nhưng mà một bên của cháu đấy người ta vẫn bảo là nó vẫn nhỏ hơn thôi, nhưng nó vẫn có nhân. Vẫn nhỏ hơn, thế nhưng mà đến bây giờ thì người ta bảo cứ đợi cho con nó lớn hơn. Bây giờ cháu mấy tuổi? Cháu 10 tuổi ạ. 10 tuổi, người ta muốn nói đợi là vì đến cái tuổi nó dậy thì ấy, thì các cái hormone nó sẽ hoạt động, và cái lúc đấy các cái tuyến, đặc biệt là tuyến sinh dục của cháu ấy, nó sẽ được hiển lộ, như là nó vốn là như vậy, hiểu không ạ? Bây giờ có thể là một bên to, một bên nhỏ. To nhỏ là mấy cơ em? 5, 10 hay là 7, 10? Cháu kiểm tra thì thấy người ta bảo chỉ nhỏ hơn một ít, nó tầm độ 7, 10. Về kích cỡ thì là cái việc nhỏ hơn không đáng lo. Và em lại đi khám ở Hà Nội, em khám ở đâu nhỉ? Cháu kiểm tra dưới viện nhi mà cũng mổ dưới viện nhi. Đó lại là ở bệnh viện trung ương nhá. Thì cái việc theo dõi nó rất là yên tâm ấy. Người ta còn biết được rằng cái tinh hoàn mà kéo xuống ấy thì nó có nhỏ một tí nhưng mà nó vẫn có nhân. Ý muốn nói rằng cái chức năng của nó bây giờ mà nói là không có vấn đề gì thì nó cũng sợ là hơi sớm, bởi vì người ta vẫn muốn đợi đến khi con dậy thì nhá, thì để rồi người ta quyết định. Có những bạn mà cả hai tinh hoàn nhỏ cơ, và bây giờ muốn can thiệp, ví dụ như muốn điều trị thuốc nội tiết ấy, thì người ta vẫn cứ là đợi đến lúc dậy thì, như là cái máy bắt đầu nó hoạt động xem nó như thế nào đó, và cái lúc đấy can thiệp thì nó là tốt nhất nhá. Vậy thì cứ bình tĩnh đi, và 70 không thành vấn đề. Gia đình cháu cũng chỉ lo là sau này cháu lớn lên nó ảnh hưởng đến thì cái việc lo đấy là mình cho nó đi khám, và mình yên tâm rằng là con mình ở cái bệnh viện nhi đó là tốt nhất. Có thể sau này lúc mà nó dậy thì rồi ấy, mình lại phân vân thì cho đi khám hẳn nam học thì cơ, tức là chuyên về cái sức khỏe của nam ấy nó sâu hơn nữa. Thế còn lo sớm quá mà không cẩn thận lại nói cho con rồi dồn áp lực lên con nhá. Vâng, mẹ hãy đồng hành cùng chăm sóc sức khỏe cho con nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình Cửa sổ tình yêu tuần sau qua số điện thoại 0243 826 2625. Các bạn thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Tham gia tư vấn cho chương trình hôm nay có chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Vũ Minh Phượng và Thanh Huyền dẫn chương trình. Mở đầu chương trình sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo, thính giả của điện từ Thanh Hóa phải không ạ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, chào anh. Câu hỏi của anh là gì thế ạ? Vâng, tôi chào chương trình, tôi muốn hỏi chuyện về cháu nhà tôi mà. Vâng, cụ thể thì cháu nhà anh có vấn đề gì ạ? Cháu nhà tôi là cháu gái, cháu sinh năm 96. Vâng. Mà hiện tại bây giờ như thế là cháu đã có gia đình và đã có một con. Thế nhưng mà vừa rồi như thế là cháu nó lại đi theo một người nữa, lại là con gái. Cả đứa kia và cháu nhà tôi là đều là đã có chồng có con. Vâng. Thế mà hiện tại bây giờ như thế là nó đã bỏ đi, nó đi với nhau rồi. Thì bây giờ tôi hỏi đấy, thì như người ta nói thì nó là đồng tính. Thế là tôi hỏi là tại sao bây giờ như thế là cháu nhà tôi thì nó đã có chồng có con, nói chung là cả hai đứa đều có gia đình có con cả rồi, mà tại sao nó này có những cái chuyện như vậy? Thì tôi muốn hỏi chương trình
xem là ai là tư vấn được. Vâng, cháu gái của anh và cái cô bạn gái đấy thì quen biết nhau từ trước hay như thế nào ạ? Các cháu nó mới gặp nhau được khoảng vài năm nay thôi, nó đi làm công ty rồi nó gặp nhau. Vâng, và cả hai bạn thì đều đã có gia đình, có chồng, có con. Nhưng mà bây giờ lại bỏ đi cùng nhau. Và cũng không để lại hay là nhắn nhủ gì với gia đình ạ? Không, đến bây giờ thì tất nhiên là nó vẫn liên lạc với gia đình, là hiện tại bây giờ là hai đứa đang ở với nhau. Còn những vấn đề khác là nó không có nói gì cả, nó chỉ biết là hai đứa nó ở với nhau thôi. Vâng, thế xin lỗi anh là bố hay là ông ạ? Tôi là bố ạ. Vâng, anh là bố của con gái. Và cũng rất là lo, không biết là hiện nay thì tình trạng của con gái mình thì là con gái của mình như thế nào? Không biết sẽ giải quyết như thế nào đúng không ạ? Giúp cho con. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xem là anh Đoàn có cái cách gì để giúp anh không ạ? Rồi, xin chào bố, bố cháu. Vâng, chào anh. Vâng, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Tôi năm nay 63 anh ạ. 63, vâng, rồi có mấy cháu ngoại rồi? Cháu ngoại thì ông đấy mới được có cái con đấy, mới được có một cháu, cháu được gần 3 tuổi rồi ạ. Thế à, bây giờ thì là cái cháu thì là ở với ông bà ngoại hay là ở với bố nó? Hiện tại bây giờ cháu đang ở với bố nó. Thế à, con rể của anh thì nó có ý kiến gì về chuyện này không? Thì tôi cũng bảo bây giờ là nó xảy ra như vậy rồi, thì tôi cũng khuyên cháu là thôi thì không ấy thì cho con ly hôn đơn phương và cho cháu đi xây dựng gia đình. Vâng. Thế còn thì về phía nhà mình là con gái vẫn liên lạc về đúng không? Cũng biết nó vẫn đang đi làm, chỉ có điều rằng nó đang chung sống với một cô gái cũng đã có chồng và hai cô gái đó đến với nhau. Và mình hiểu rằng là đến không phải trên tình chị em mà nó đến với nhau như vợ chồng ấy, đúng không ạ? Vâng. Anh, ban nay anh có nói đến cái câu đồng tính đúng không? Vâng. Và anh có hiểu một chút về cái đó không? Cái đấy thì tôi cũng không hiểu lắm ạ. Vâng. Thật ra thì ở trên đời này nó tồn tại một cái nhóm người được gọi là người đồng tính. Và những người đồng tính là những người mà người ta chỉ thích yêu và yêu thực sự đấy, yêu theo rồi có quan hệ tình dục với người cùng giới với mình. Ví dụ như là nữ thì với nữ, nam thì với nam. Tuy nhiên thì không phải ai cứ từ lúc nhỏ hay từ lúc trưởng thành cũng đã phát hiện ra là mình là người đồng tính. Rồi có những người thì ở cái mức độ mà nó cũng hơi hơi thôi, gọi là lưỡng tính ấy, tức là vẫn thấy thích bạn trai nhưng mà nếu có bạn gái thì vẫn cứ thích, ví dụ như thế. Thì có thể con gái nhà mình rơi vào tình huống là lưỡng tính, tức là gặp con rể được tán tỉnh, được chiều chuộng, được yêu đương thì nó cũng cũng thích, bởi vì bằng chứng là cũng lấy chồng, cũng có con. Hoặc là có những người đồng tính thì người ta cũng cố lấy vợ, cố lấy chồng, cố sinh con để cho nó gọi là che mắt thế gian. Bởi vì cũng không dễ gì một cô gái còn trẻ chưa lấy chồng mà lại cứ bảo rằng là tôi là người đồng tính, tôi không lấy chồng đâu, tôi chỉ yêu bạn gái thôi, thì cũng khó lắm. Thế thì bạn gái đấy là tặc lưỡi chấp nhận lấy chồng để có con. Nhưng mà cái khao khát ở trong lòng ấy, thích yêu người cùng giới với mình thì nó vẫn cứ có. Thế và khi cháu đi làm công ty thì chính là nó gặp được một đối tượng như thế. Bây giờ thì mình rõ rồi, nó không phải là bị buôn bán người, không bị ma cô bắt cóc đem đi nước ngoài. Tất cả cái đó thì trước hết là mình yên tâm là con mình đang an toàn đã, đúng không ạ? Chứ mà bây giờ còn không biết nó ở đâu, nó trốn, nó chạy rồi đi theo một thằng đàn ông, thấy bảo đi Trung Quốc hay đưa sang Tây Ninh hay đi Campuchia thì còn lo rất là nhiều. Bây giờ ít nhiều mình biết rằng là con đang an toàn, nó vẫn đi làm, nó ăn, chứ còn nó không thể lêu lỏng được. Chỉ có điều rằng nó không sống với chồng nó mà nó sống với một cô gái mà nó đang yêu. Thôi thì trước hết thì mình cứ vui tạm thế. Còn cái tình huống mà anh nói với lại con rể thì có lẽ phải để cậu tự quyết định. Thực ra bây giờ thì cậu cũng sốc ạ. Đương nhiên có vợ có con, tự nhiên bây giờ vợ mình đi theo một cô gái xong rồi mình thành gà trống nuôi con. Kể cả bây giờ con gái mình có quay về mà thì cũng chưa chắc đã hàn gắn được, bởi vì cái ám ảnh mà đã đi theo giai thì đã là một thứ, cũng đã là một thứ vấn đề cần phải bàn. Đây là còn đi theo gái nữa thì cũng khó. Thế cho nên là chắc cậu con rể cũng chỉ chịu đựng một thời gian nữa rồi cũng có bàn cách nào đó thôi. Mình thật ra cũng thương, thông cảm với cậu con rể. Mình cũng gần gũi, mình nói thực ra cái chuyện này thì bố mẹ cũng không hiểu biết gì lắm. Nhưng mà bố mẹ cũng có đi gọi điện tư vấn, bố mẹ cũng có đọc qua ở trên mạng thì thấy rằng
Ừ thì chắc là vợ con nó có đi cái tính đồng tính như thế, có lẽ là trời hành trời bắt tội chứ nó, đấy nó không phải là một sự hư hỏng, nó chả phải bệnh tật, mà đặc biệt là nó cũng không phải là hư hỏng hay nó lây lan hay ai bị ai lôi kéo, bởi vì một người mà đã không thích mà chẳng ai có thể lôi người ta đi để mà chung sống được, đúng không? Thế thì nghĩa là trong tâm can con nhà mình nó cũng đã có cái ý đó rồi, không xấu xa, không làm sao cả, nó chỉ có hơi lạ đối với lại xã hội chúng ta thôi. Còn thì mình vẫn là ông bà ngoại, mình vẫn qua lại, mình hỗ trợ. Nếu mà cậu kia mà cậu bí quá, cậu đi làm ăn xa, thì mình cũng có thể là, hay là vứt nó về bên này, ông bà trông cho. Vì dù sao chăng nữa, sau này con gái mình có đi bước nữa không, hay đi lấy chồng hay không, hay nó cứ chung sống với cô bạn gái như thế, thì ít nhất thôi mình cũng nhìn thấy hình bóng cái cháu ngoại ấy là máu mủ của con mình, đúng không? Thế còn thì mình có thể tư vấn cho cái cậu kia là sau một thời gian, thì tốt nhất ấy là gọi điện cho vợ, nói rằng anh thông cảm, anh biết như vậy, anh chỉ buồn, anh chỉ đau, chứ còn anh không trách em, bởi vì em không có lỗi lầm gì. Nhưng mà chắc là phải giải phóng cho nhau, để anh cũng còn rất là trẻ, anh cũng phải đi bước nữa, anh cũng phải tìm kiếm một người để mà kế tiếp cái cuộc sống của mình. Thế thì mời cô ấy về để ký giấy ly hôn là cái tốt nhất. Thế còn thì bất đắc dĩ thì mình biết làm cái ly hôn đơn phương thôi. Bởi vì cô cũng chẳng đi đâu mà cô trốn, chỉ có điều cô không về nhà cũng ngại, chứ còn vẫn duy trì được cái liên lạc qua điện thoại mà đặc biệt là chỉ sợ bị chửi bị mắng, chứ còn nếu bây giờ người nhà mà gọi điện nói rằng là rất là thông cảm, thôi thì con cứ về đây đi, rồi vợ chồng mà nó đã có duyên số, nó không còn nữa, không thể đi tiếp được với nhau, thì ký đơn để giải phóng cho nó không cũng tội cho nó. Thế thì bạn ấy có thể ký đơn ly hôn. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Vâng, cảm ơn chương trình ạ. Dạ, vâng, chào anh, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Khánh Hòa. Alo, thính giả của điện từ Khánh Hòa phải không ạ? Dạ, vâng ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ vâng, chị ơi, cho em hỏi, em năm nay 40 tuổi mà em tự nhiên em bị mất kinh nguyệt tận 6-7 năm nay. Vâng. Mà em không biết là em đi khám rất nhiều nơi mà người ta cứ bảo em là prolactin cao là làm sao ạ? Vâng, tức là mình mất kinh 6-7 năm nay rồi và cũng đã đi khám bệnh đúng không? Thì bác sĩ có cho chị cái hướng điều trị như thế nào không? Dạ, em có khám bệnh ở bệnh viện Phụ Sản Trung ương, thì người ta cứ bảo em là cái nhóm prolactin cao là cái nhóm máu đấy nó cao, như kiểu là người đang có bầu cao, mà trong khi đấy em không phải có bầu. Vâng, và mình mất kinh hoàn toàn 6-7 năm nay rồi. Lúc trước thì 3-4 tháng em lại thấy một lần, xong rồi 5-6 tháng lại thấy lần, xong bây giờ thì cách đây khoảng độ nửa năm là không thấy lần nào nữa. Vâng, mình cũng đã đi khám rồi, nhưng mà còn không yên tâm điều gì nữa. Vì là mình khám ở Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cũng là cái tuyến cao nhất về sản phụ khoa rồi. Vâng, nhưng mà ý là em đi khám mà bác sĩ lại cứ nói thế thì em không hiểu em bị làm sao, chị cho em gặp bác sĩ được không ạ? Vâng, vấn đề băn khoăn của chị thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé. Xin mời bác sĩ Phượng ạ. Chị chào em. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Cái prolactin ấy, trong cơ thể mình thì nó có rất là nhiều nội tiết nhá, các cái chất nội tiết ấy, và các cái nội tiết mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản nó cũng nhiều, và trong đấy thì có một cái loại nó gọi là prolactin. Thế thì để mà cho cái sức khỏe sinh sản nó hoạt động bình thường ấy, thì tỷ lệ của các cái hormone đấy á, nó phải ở cái tỷ lệ cân đối giữa nhau ấy. Thế nhưng mà thế, em là cái đấy nó lại cứ cao lên. Thì nó cao ở đấy, thế cho nên là vì nó bị cao cho nên rằng nó gây ra cái trục trặc của em như vậy. Thế thì vấn đề là khi mà người ta chẩn đoán là prolactin cao thì người ta có hướng điều trị gì cho em không? Dạ, người ta cho em một cái loại thuốc mà gọi là Dorsilex đấy ạ. Cái viên để nó nhỏ xíu, nhưng mà em uống vào thì cái prolactin nó lại hạ, mà em lại thấy, nhưng mà em ngừng uống phát nó lại cao lên. Đấy, thì như thế có nghĩa rằng là cái hormone đấy nó luôn cao trong mình và nó đã làm rối loạn các cái hoạt động của các cái hormone khác, hay nói cách khác là rối loạn cái sức khỏe gọi là sinh sản hay sức khỏe kinh nguyệt của chị đi. Đấy, và nó không có làm cho chị
kinh nguyệt nó thất thường, thậm chí là không có. Vì vậy người ta mới cho chị thuốc, cái thuốc là Dolex đúng không? Thì dạ, cái thuốc đấy để nó làm cái cân đối đi, cân đối cái hormone cho nó về bình thường và nó làm hạ cái prolactin kia đi kìa. Và chị lại thấy có kinh nguyệt. Thế và không uống thì nó lại trở về như là trạng thái của mình ý, đúng không? Thế thì uống cái này nhiều thì có hại không bác sĩ? Đã nói đến thuốc là có hại. Tuy nhiên rằng là mình lựa chọn cái gì bây giờ? Đấy, em 40 tuổi thì có gia đình có con chưa? Dạ em có hai cháu rồi nhưng mà em hay kiểu là cứ mất ngủ, em người nó cứ bức xúc kiểu gì ạ. Ừ, các cái rối loạn nội tiết nó gây khó chịu và mất ngủ lắm. Tuy nhiên rằng là người ta đã có một cái phương án điều trị cho mình rồi thì mình cứ theo. Em nói là em mất ngủ với người khó chịu là khi uống thuốc điều trị vào hay là không uống thuốc điều trị nó vẫn bị? Không uống thuốc ạ. Uống thuốc kia thế. Uống thuốc vào thì nó dễ chịu hơn đúng không? Vâng. Đấy. Thì nó lại thấy kinh thì nó lại dễ chịu hơn. Vâng. Thế nhưng thì mà cứ 2-3 tháng em đều uống thì em đi khám lại thì bác sĩ vẫn cho cái thuốc đấy. Bởi vì nó là thuốc đặc hiệu. Đúng không? Nó là thuốc đặc trị cho cái tình trạng mà prolactin của chị cao. Thế thì mình cứ phải uống thôi, uống lâu dài và hy vọng là cái prolactin đấy nó xuống. Thì mình cứ thế là dùng thuốc. Thế và khi dùng thuốc thì nó làm cho mình dễ chịu hơn này. Rồi có thể nó có cái tác dụng phụ gì đó thì mình cũng chấp nhận, bởi vì mình như là một người mà gọi là không khỏe mạnh, hay nói cách khác là bị bệnh. Thế thì mình phải dùng thuốc. Và khi dùng thuốc thì mình lại thấy thoải mái hơn, người nó đỡ khó chịu hơn. Thì mình phải chấp nhận thôi. Có thể cái thuốc đấy nó có cái tác dụng nhỏ ấy, nhưng mà nó lại không gây khó chịu như là mình không uống thuốc. Thế thì đấy là cái sự lựa chọn là của trước mình. Trước mắt thì em chưa thấy cái gì, nhưng đã, không biết là rồi nó có tác hại gì không vậy thôi ạ. À, uống nhiều thuốc, uống lâu dài thì nó sẽ có thể có những cái tác dụng phụ. Tuy nhiên rằng là trước mắt thì mình cứ dùng, bởi vì cái mà ảnh hưởng nhiều nhất hay lo lắng nhất là sợ đến cái sức khỏe sinh sản, là mình ảnh hưởng đến con cái hay gì. Nhưng mà bản thân mình đã có 2 con rồi, đúng không ạ? Vâng. Vâng, thế bây giờ lại hy vọng rằng mình ở cái tuổi 40, 1-2-3 năm nữa, hoặc là đây là cái rối loạn nội tiết ấy, ở cái tuổi gọi là tiền mãn kinh đi, nó hơi sớm. Hoặc là bước sang tuổi tiền mãn kinh xong là qua cái tuổi đấy thì cái hormone nó lại trở về thuần thục thì mình lại không bị phụ thuộc vào thuốc nữa. Thì cứ tin tưởng và theo thôi. Vì mình cũng đã đi điều trị ở cái tuyến mà rất là có kinh nghiệm rồi ấy. Đó. Dạ vâng. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị sẽ có một sức khỏe tốt hơn chị nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả chương trình nhé. Em chúc tất cả ekip sức khỏe nhiều nhé. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, em cảm ơn ạ. Cảm ơn tình cảm của chị.